Giấc mơ 41 năm hôm nay đã thực hiện được. Sau 20 năm vận động với thành phố Melbourne, cộng đồng Việt Nam gồm Hội Thương gia Papa của Phước Rầy và cộng đồng người Việt tự do đã đạt được sự đồng chấp thuận của Hội đồng thành phố để xây cái cổng mang tên Sài Gòn Welcome Arch, cổng chào Sài Gòn. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên trong cộng đồng Việt Nam ở chùa Bang Victoria chúng ta có một cổng chào mang tên cổng chào Sài Gòn, một cái tên thân thương. Tên Sài Gòn không bao giờ mất, tên Sài Gòn vẫn hiện diện ở nước Úc này. Thưa quý vị, cổng chào Sài Gòn này được khai trương ngày hôm nay, ngày 17 tháng 9 năm 2016, đánh dấu một mốc lịch sử của cộng đồng Việt Nam ở đây. Chúng ta hân hạnh bởi chúng ta có cái cổng mang tên Sài Gòn, cổng chào Sài Gòn. Như ông, các vị quan khách của Úc, từ ông Thủ lãnh đối lập cho đến các vị thị trưởng, các dân biểu, các quan khách đã cho rằng cổng chào này là một kỷ niệm vinh dự, là một sự đóng góp của cộng đồng Việt Nam ở tiểu bang Victoria này. Ông Thủ lãnh đối lập Guy Mathieu nói ở trên cổng chào có ghi Thank you Australia, nhưng mà ông với tư cách là Thủ lãnh đối lập của tiểu bang, ông nói tiểu bang Victoria phải cảm ơn người Việt. Thank you Vietnamese community. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta vinh mừng, chúng ta có một cổng chào chính thức mang tên cổng chào Sài Gòn. Có lẽ ở khắp thế giới không có nơi nào có một cái cổng chào mang tên Sài Gòn, cổng chào Sài Gòn. Chào cô Phương Vy. Dạ, chào chú. Chào như tôi vừa nói hồi nãy đó, là cái công mà để xây cái cổng này đó là có một phần của cộng đồng người Việt tự do. Và hôm nay như mọi người đều nhìn nhận là cộng đồng người Việt tự do đóng góp rất nhiều cho cái việc hình thành cái cổng lịch sử này. Cô nghĩ thế nào về cái khung cảnh hôm nay? Thật sự hôm nay rất vui chú ạ. Thời tiết đẹp, mọi đồng bào đến đông và sự đóng góp của cộng đồng chúng ta nói chung rất nhiều. Nói về cái sự tiến trình của cổng chào thì nó là hơn 20 năm. Từ hồi những chú bác bên Hội Thương gia là bắt đầu như là ông Bình Lê hoặc là ông Dũng Trần, lúc đó là nghị viên của bên ủy viên của bên Bộ Đa Văn hóa. Và họ đã có những cái sáng kiến là muốn có một cái gì đó để đóng góp cho cộng đồng người Việt tại đây và để tri ân những sự hỗ trợ của người Úc. Và nó tới 20 năm sau chúng ta mới thực hiện được. Nhưng mà trong tiến trình đó thì cộng đồng chúng ta đã được đoàn kết với nhau, trải qua nhiều sóng gió chứ không biết. Nhưng mà tất cả các thế hệ giới trẻ và những bậc đi trước có thể ngồi lại với nhau, có sự hỗ trợ của các vị tôn giáo. Và tới những ngày hôm nay thì thật sự là rất là vui, rất là vui. Xin cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Chào cô. Thưa quý vị của TV Tổ Sơn Online, hôm nay chúng ta mừng cộng đồng người Việt ở tiểu bang Victoria nói chung và Phước Rầy ở Maribyrnong nói riêng mừng cái lễ khánh thành cái cổng chào mang tên là cổng chào Sài Gòn. Thưa quý vị, trước mặt tôi đây là cựu thiếu trưởng Nam Quách, hiện giờ ông là nghị viên của thành phố Melbourne này, của thành phố Maribyrnong. Ông là cái người có công khi ông đang làm thị trưởng thì cái hội đồng thành phố của Maribyrnong đã quyết định là cho xây cái cổng chào mang tên là cổng chào Sài Gòn, và đồng thời là có một cái khu gọi là khu phố Sài Gòn, Little Sài Gòn Precinct. Và hôm nay chúng ta mọi người rất là vui mừng và rất hạnh diện bởi vì ông đã giúp để hình thành một trong những người để hình thành cổng chào này. Cảm tưởng của ông nghĩ về như thế nào? Xin ông vui lòng cho biết bằng tiếng Việt nhé. Dạ, cảm ơn chú Hoàng Anh. Nói chung là hiện tại năm tình cảm rất là tự hào, rất là proud cho, không phải cho Nam mà cho cộng đồng người Việt. Vì cái cổng chào này là có rất là nhiều ý nghĩa cho văn hóa người Việt và cái thần công của người Việt ở nước Úc đây. Anh có nhiều nghĩa mà Nam thấy cái cổng chào này sẽ là không phải ngày hôm nay, là không phải just ngày hôm nay
như là cho con cháu, cho người lớn tuổi, cho người dược viên, cho mỗi người Úc rốc Việt và mỗi người Việt có thể tự hào ở trong cái cổng chợ này. Và cái cổng chợ này giữ gìn cái tên là cổng chợ Sài Gòn, là phải giữ gìn cái tên Sài Gòn cho thành phố này và cho nguyên thế giới. Xin cảm ơn ông nghị viên Nam Quách, cảm ơn ông nhé. Chào. Thưa quý vị, đây là ông Lá Khải Nguyên. Ông là chủ tịch của Hội Thương gia Áo Châu ở Phú Trời. Hội Thương gia Áo Châu Phú Trời là một trong những cái tổ chức hàng đầu đứng ra để vận động xây cổng chào mang tên cổng chào Sài Gòn. Hôm nay là một ngày rất là vui, quý vị thấy coi, đông người đến xem ca nhạc, có rất nhiều vui và có ăn uống nữa. Thì thưa ông Lá Khải Nguyên, trong ngày vui hôm nay xin ông vui lòng cho vài cái phát biểu ý kiến đối với khán thính giả của TV online của chúng tôi. Dạ, cảm ơn anh Hồng Anh. Hôm nay thực sự ra đó là một cái ngày là không tưởng tượng được, là tất cả những cái mong muốn đã trở thành sự thật, là từ cổng chào tới khí hậu và tất cả những sự ủng hộ của bà con đồng bào người Việt tự do tại Victoria tới. Thì cái cổng chào này đã bắt nguồn là từ là 23 năm trước lận, và đã trải qua nhiều cái sự thăng trầm. Và ngày hôm nay trong thời gian 4 năm liên tục đó, những cái sự coi như là khó khăn nó càng xảy ra càng nhiều, nhưng mà rốt cuộc đều khắc phục cả. Cho nên cổng chào Sài Gòn với những cái hình thái là văn hóa thuần túy, là Việt Nam là hai con chim hạc, đây là nói lên một cái sự đoàn kết của cộng đồng người Việt tự do của chúng ta. Và hy vọng rằng là từ cái điểm này chúng ta có thể là phát huy nó rộng rãi hơn, và hy vọng rằng là người Việt tự do chúng ta tại Victoria và nói nước Úc nói chung sẽ là phồn thịnh và vui vẻ. Dạ, cảm ơn. Dạ. Thưa quý vị, có lẽ ông trời thương chung cái cộng đồng người Việt ở đây. Nguyên một tuần lễ qua, một tuần lễ trời mưa, và ngày hôm qua tôi cũng nói với anh không biết trời nó có tốt không. Dạ, dạ, dạ. Và anh cũng nói với tôi là hy vọng ông trời sẽ thương. Dạ, và thưa quý vị, hôm nay bầu trời mây bình rất đẹp trong cái niềm vui của cộng đồng người Việt ở thành phố Maribyrnong và ở cấp tiểu bang Victoria đến đây để dự cái khai mạc cổng chào Sài Gòn. Chúng tôi Nguyễn Hồng Anh xin kính chào quý vị đã theo dõi chương trình khai trương cổng chào Sài Gòn ở của thành phố Maribyrnong. Xin chào quý vị. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Hồng Anh. Cảm ơn.